Chào các em học sinh, hôm nay cô sẽ giúp các em ôn tập phần dự thi giữa học kỳ 1, phần trắc nghiệm môn đại số. Câu số 1. Các căn bậc hai số học các căn bậc hai số học của 144 thì mình sẽ chọn đáp án là A. Chọn đáp án A ha. Vì 12 bình phương bằng 144 nên căn bậc hai số học của 144 sẽ bằng 12. Câu số 2. Các căn bậc 2 của 9. Vậy căn bậc 2 số học của 9 là 3 nên các căn bậc 2 của 9 thì mình phải chọn là 3 và âm 3. Vậy ở hai câu này các em cần lưu ý, khi nói đến căn bậc 2 số học thì chỉ có một số, đó là căn bậc 2 dương. Còn khi nói đến các căn bậc 2 của một số dương thì phải có hai số. Ví dụ căn bậc 2 của 9 thì là 3 và âm 3. Rồi, câu số 3. Biểu thức căn bậc 2 của 2x - 3 xác định khi. Vậy biểu thức căn bậc 2 của một biểu thức A xác định khi biểu thức trong căn lớn hơn hoặc là bằng 0. Vậy biểu thức căn bậc 2 của 2x - 3 nó xác định khi 2x - 3 phải lớn hơn bằng 0. Từ đây mình giải bất phương trình, mình được là 2x sẽ lớn bằng 3. Và x lớn hơn bằng 3/2, 3 chia 2 sẽ bằng 1,5. Vậy mình tìm được x lớn hơn bằng 1,5. Vậy qua đây ta thấy là ở câu số 3 này mình sẽ chọn đáp án A, x lớn hơn hoặc bằng 1,5. Câu số 4. Giá trị của biểu thức căn bậc 2 của 16 nhân căn bậc 2 của 25 bằng căn bậc 2 của 196 chia căn bậc 2 của 49. Thì mình sẽ chọn đáp án là A. Vì căn bậc 2 của 16 bằng 4, căn bậc 2 của 25 bằng 5, 4 x 5 là 20. Còn căn bậc 2 của 196 là bằng 14, căn bậc 2 của 49 bằng 7. Vậy được 14 chia 7 bằng 2, 20 cộng 2 kết quả bằng 22. Câu số 5. Biểu thức căn bậc 2 của 5 - 2x xác định khi. Vậy biểu thức này xác định khi 5 - 2x phải lớn hơn bằng 0. Tương đương mình giải mất phương trình này, chuyển số 5 qua bên vế bên phải thì mình được vế bên trái còn lại âm 2x lớn hơn bằng âm 5. Và từ đây khi chia cho số âm thì các bạn nhớ bất đẳng thức này mình phải đổi chiều là x bé hoặc bằng âm 5 chia âm 2 bằng 2,5. Vậy mình được kết quả là x bé bằng 2,5. Vậy qua đây mình thấy là câu số 5 mình chọn đáp án là C. Câu số 6. Giá trị biểu thức căn bậc 2 của 12,1 nhân với 360. Vậy biểu thức 12,1 nhân với 360 thì các bạn có thể viết thành là căn bậc 2 của 121 nhân cho 36. Vậy căn bậc 2 của 121 bằng 11. Căn bậc 2 của 36 bằng 6 nên kết quả sẽ bằng 66. Rồi, vậy mình ở câu số 6 mình sẽ chọn đáp án là D. Câu số 7. Giá trị của biểu thức căn bậc 2 của 999 chia cho căn bậc 2 của 111. Vậy mình sẽ viết chung một dấu căn thành là căn bậc 2 của 999 chia cho 111 bằng căn bậc 2 của 9. Và kết quả sẽ bằng 3. Nên mình sẽ chọn đáp án là đáp án B. Câu số 8. Kết quả đưa thừa số vào trong dấu căn của 3 căn bậc 2 của 7. Vậy số 3 đang nằm bên ngoài dấu căn, mình sẽ thực hiện đưa số 3 vào trong dấu căn. Vậy khi đưa một số vào trong dấu căn thì bình phương số đó, số 3 bình phương lên bằng 9. 9 x 7 là 63, cho nên mình chọn đáp án B, căn bậc 2 của 63. Câu số 9. Kết quả đưa thừa số vào trong dấu căn của âm 5, căn bậc 2 của 2. Vậy các bạn lưu ý khi đưa số thừa số ở bên ngoài dấu căn vào trong dấu căn là chỉ đưa những thừa số dương. Vậy số âm mình sẽ để bên ngoài dấu căn. Số 5 khi đưa vào trong dấu căn bình phương lên bằng 25. 25 x 2 bằng 50. Vậy kết quả sẽ là âm căn bậc 2 của 50 nên mình chọn câu A. Câu số 10. Kết quả trục căn thức ở mẫu của biểu thức 2 phần căn bậc 2 của 3 - 1. Vậy để biết được trục căn thức ở mẫu này có kết quả bằng bao nhiêu thì các bạn sẽ thực hiện bằng cách là nhân tử nhân mẫu với lượng liên hợp. Vậy trên tử là 2, mình sẽ đem nhân với lượng liên hợp là căn bậc 2 của 3 cộng 1.
Ở mẫu chính là hàng lần thức số 3, viết thành bình phương số thứ nhất trừ bình phương số thứ hai. Vậy mình được là 3 trừ 1. Rồi ở mẫu mình tính là kết quả bằng 2. Vậy có 2 với 2 rút gọn đi nên kết quả còn lại là căn bậc 2 của 3 cộng 1. Rồi vậy ở câu số 10 mình chọn đáp án A. Câu số 11, kết quả khử mẫu của biểu thức căn bậc 2 của 5 phần 18. Vậy khi khử mẫu của một biểu thức lấy căn, thường mình sẽ nhân tử nhân mẫu cho đúng với số ở mẫu. Nhưng trong cái câu này thì mình thấy là 18 khi nhân với 2 sẽ bằng 36 khai căn được. Cho nên cô sẽ khử mẫu của biểu thức lấy căn bằng cách nhân tử nhân mẫu cho 2. Vậy trên tử 5 nhân 2 được bằng 10, mẫu 18 nhân 2 bằng 36. Rồi, tách ra thành hai dấu căn, mình được căn bậc 2 của 10 chia cho căn bậc 2 của 36. Vậy kết quả sẽ được là căn bậc 2 của 10, căn bậc 2 của 36 nó bằng 6. Mình chọn đáp án B. Câu số 12, kết quả trục căn thức ở mẫu của 22 phần căn bậc 2 của 5 cộng 4. Thì mình cũng làm tương tự như câu số 10. Mình sẽ trục căn thức ở mẫu bằng cách nhân tử nhân mẫu với lượng liên hợp. Trên tử là mình có 22, mình sẽ đem nhân với lượng liên hợp ở mẫu là căn bậc 2 của 5 trừ 4. Ở mẫu thì viết bình phương số thứ nhất trừ bình phương số thứ hai. Vậy căn bậc 2 của 5 bình phương là bằng 5. Số 4 bình phương là bằng 16. Vậy trên tử mình được căn bậc 2 22 nhân căn bậc 2 của 5 trừ 4. Ở mẫu là 5 trừ 16 bằng âm 11. Vậy 22 chia âm 11 rút gọn đi bằng âm 2. Được kết quả là âm 2 nhân căn bậc 2 của 5 trừ 4. Và khi nhân âm 2 phân phối vào thì mình được là kết quả là âm 2 căn bậc 2 của 5 cộng 8. Vậy thì mình thấy mình sẽ chọn đáp án là đáp án C. Tiếp theo là câu số 13. Căn bậc 3 của 64. Căn bậc 3 của 64 thì mình chọn là đáp án là D, là số 4, vì 4 mũ 3 bằng 64. Câu số 14, căn bậc 3 của âm 125, mình chọn đáp án A là âm 5, vì âm 5 mũ 3 bằng âm 125. Câu số 15, giá trị của biểu thức căn bậc 2 của 2,5 nhân với căn bậc 2 của 30 nhân với căn bậc 2 của 48. Thì câu này các bạn có thể dùng máy tính để bấm, hoặc là mình có thể thực hiện tính toán như sau. Căn bậc 2, ở đây 3 dấu căn nhân với nhau thì cô sẽ viết chung một dấu căn. 2,5 mình giữ nguyên. Số 30 cô sẽ viết thành là số 3 nhân với 10 à, nhân với 48. Trong đây mình sẽ lấy số 2,5 đem nhân với 10 vì được kết quả là 25. Rồi số 3 nhân với số 48 được 144. Số 25 khai phương ra bằng 5, 144 khai phương bằng 12. Vậy kết quả sẽ bằng 60. Nên các em sẽ chọn câu B, đáp án là bằng 60. Câu số 16. Câu số 16 thì mình áp dụng hàng đẳng thức căn bậc 2 của A bình phương sẽ bằng giá trị tuyệt đối của A. Vậy trong câu này, căn bậc 2 của căn 5 cộng 1 tất cả bình phương thì nó sẽ bằng giá trị tuyệt đối của căn bậc 2 của 5 cộng 1. Mà căn bậc 2 của 5 cộng 1 là một số không âm nên bỏ giá trị tuyệt đối ra vẫn bằng căn bậc 2 của 5 cộng 1. Vậy mình chọn đáp án A. Câu số 16 cũng tương tự như câu số 15. Mình cũng áp dụng hàng đẳng thức thì khai căn thành là giá trị tuyệt đối của 2 trừ căn bậc 2 của 5. Nhưng trong câu này các em thấy số 2 chính là căn bậc 2 của 4, nhỏ hơn căn bậc 2 của 5 nên hiệu này sẽ nhỏ hơn 0. Và khi bỏ giá trị tuyệt đối của một số nhỏ hơn 0 thì mình sẽ đổi lại thành là căn bậc 2 của 5 trừ 2. Vì lý do là 2 nhỏ hơn căn bậc 2 của 5 nên trong câu này mình sẽ chọn đáp án là đúng là đáp án C. Câu số 18. Kết quả của biểu thức căn bậc 2 của 0,36 A bình phương với A nhỏ hơn 0. Thì với câu căn bậc 2 của 0,6 A bình phương mình sẽ áp dụng
phép liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương để đưa thừa số ra ngoài giao căn. Vậy lúc này cô sẽ có là căn bậc 2 của 0,6 khai phương là bằng 0,36 khai phương bằng 0,6. Rồi A bình phương khai phương thành giá trị tuyệt đối của A. Và trong câu này điều kiện là A nhỏ hơn 0, cho nên khi bỏ giá trị tuyệt đối A nó sẽ bằng âm A. Vậy được kết quả là âm 0,6A. Các em chú ý đến điều kiện nhé, điều kiện của số A. Và trong câu này mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án C. Tương tự như vậy câu số 19. Căn bậc 2 của 5A nhân căn bậc 2 của 45A thì mình sẽ viết chung một dấu căn. Thì được kết quả là 5A nhân với 45A. Trong đó 5 nhân với 45 là bằng 225. A nhân với A mình viết thành A bình phương. Này, 225 khai phương là bằng 15. A bình phương khai căn thành giá trị tuyệt đối của A. Nhưng trong câu này điều kiện là cho A lớn hơn bằng 0 nên bỏ giá trị tuyệt đối ra cũng được kết quả là 15A. Vậy trong câu số 19 này mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu số 20. Kết quả đưa thừa số ra ngoài dấu căn của căn bậc 2 của 28, A mũ 4, B mũ 2. Vậy trong câu này mình thấy căn bậc 2 của 28, A mũ 4, B mũ 2. Thì trong đó có số 28 chưa khai căn được, cho nên số 28 mình sẽ tách ra. Thành tích của hai thừa số, trong đó có một thừa số khai căn được. Vậy 28 mình sẽ tách thành là 4 nhân 7. B, A mũ 4, cô xin lỗi đây, cô ghi đề hơi bị nhầm ha. A mũ 4, B mũ 2. Rồi, A mũ 4 là mũ chẵn nên khai phương được. B mũ 2 cũng đưa thừa số ra ngoài dấu căn được. Vậy lúc này mình sẽ áp dụng đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Số 4 đưa thừa số ra ngoài dấu căn bằng 2. A mũ 4 đưa thừa số ra ngoài dấu căn thành giá trị tuyệt đối của A mũ 2. B mũ 2 đưa thừa số ra ngoài dấu căn thành giá trị tuyệt đối của B. Còn lại trong căn bậc 2 là còn số 7 không đưa thừa số ra ngoài dấu căn được. Rồi nhìn vào điều kiện mình thấy A bình phương chắc chắn là số 0 âm nên bỏ giá trị tuyệt đối ra vẫn là A bình phương. B là một số 0 âm nên bỏ giá trị tuyệt đối của B cũng bằng B. Vậy mình được kết quả câu này là 2A bình phương B căn bậc 2 của 7. Nên mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án D. Câu số 21. Câu số 21 các em cần lưu ý là ở đây có hai cái dấu căn, một dấu là căn bậc 2 của 1 trừ căn 3 tất cả bình, một dấu là căn bậc 2 căn bậc 3 của 1 trừ căn 3 tất cả bình. Vậy căn bậc 2 của 1 trừ căn 3 tất cả bình thì khai căn thành là giá trị tuyệt đối của 1 trừ căn bậc 2 của 3. Rồi, còn căn bậc 3 của 1 trừ căn bậc 2 của 3 tất cả mũ 3 thì khai phương ra thì nó sẽ bằng là 1 trừ căn bậc 2 của 3. Căn bậc 2 của 3 thì không cần giá trị tuyệt đối. Rồi bỏ giá trị tuyệt đối mình thấy số 1 nó nhỏ hơn căn bậc 2 của 3 nên bỏ giá trị tuyệt đối ra đổi thành là căn bậc 2 của 3 trừ 1. Rồi cộng 1 trừ căn bậc 2 của 3. Vậy khi thu gọn có căn bậc 2 của 3 trừ căn bậc 2 của 3 bằng 0. Trừ 1 cộng 1 cũng bằng 0 nên kết quả này sẽ bằng 0. Vậy câu số 21 mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án D. Câu 22. Câu 22 thì các em sẽ vận dụng các kiến thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn để thực hiện thu gọn biểu thức này. Vậy câu 22 đầu tiên mình có số 4. Căn bậc 2 của 48 thì mình sẽ tách thành là 16 nhân 3, trong đó có số 16 khai phương bằng 4. Vậy được kết quả là căn bậc 2 của 48 là bằng 4 căn bậc 2 của 3. Căn bậc 2 của 75, 75 mình viết thành tích hai số là 25 nhân cho 3. Vậy đưa thừa số ra ngoài dấu căn mình được là 5 căn bậc 2 của 3. Rồi trừ cho 5 căn bậc 2 của 3 mình giữ nguyên. Vậy sau khi thu gọn mình có 5 căn bậc 2 của 3 trừ 5 căn bậc 2 của 3 bằng 0. Rồi còn lại 4 nhân cho 4 căn bậc 2 của 3 là bằng 16 căn bậc 2 của 3. Vậy câu số 22 mình sẽ chọn đáp án là đáp án A.
Câu số 23. Em cũng làm tương tự như câu số 22. Câu số 23 mình có những cái đồng dạng là 2 căn bậc 2 của 3 trừ 4 căn bậc 2 của 3 trừ 3 căn bậc 2 của 3. Đây là 3 đồng dạng với nhau. Vậy khi đồng dạng với nhau mình lấy các hệ số là 2 trừ 4 trừ 3, vậy được kết quả là bằng trừ 5, giữ nguyên căn bậc 2 của 3x cộng với 27. Vậy qua đây cho thấy là ở câu số 23 mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Tương tự như vậy mình có câu số 24. Câu 24 mình có là 3 căn bậc 2 của 2x trừ cho 5 căn bậc 2 của 32x. 32x mình sẽ viết thành là 16 nhân với 2x, cho nên đưa thừa số ra ngoài dấu căn mình được là 4 căn bậc 2 của 2x. Lại số 7 mình giữ nguyên căn bậc 2 của 50x thì mình sẽ viết thành 25 nhân với 2x. Vậy đưa thừa số ra ngoài dấu căn mình được là 5 căn bậc 2 của 2x. Rồi cộng với 13. Rồi mình sẽ thu gọn. Mình có là 3 căn bậc 2 của 2x trừ cho 20 căn bậc 2 của 2x cộng 25, 35 căn bậc 2 của 2x. Rồi cộng 13. Vậy mình thấy 3 hạng tử đầu tiên này là 3 hạng tử đồng dạng với nhau. Vậy thu gọn đi, 3 trừ 20 cộng với 35. Vậy kết quả sẽ bằng 18 căn bậc 2 của 2x cộng 13. Vậy mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án B. Câu số 25. Câu số 25 thì mình thấy ở đây mình có là căn bậc 2 của 2 nhân với x trừ căn bậc 2 của 32 bằng 0. Vậy điều này mình sẽ áp dụng quy tắc chuyển vế, chuyển trừ căn bậc 2 của 32 sang vế bên phải. Vậy vế bên trái mình sẽ được là căn bậc 2 của 2 nhân x bằng căn bậc 2 của 32. Từ đây mình thấy muốn tìm x thì mình sẽ lấy căn bậc 2 của 32 chia cho căn bậc 2 của 2. Vậy để chia hai căn bậc 2 ta thực hiện chia hai số trong dấu căn. Vậy được kết quả là căn bậc 2 của 16 và bằng 4. Vậy trong câu này mình chọn đáp án đúng là đáp án C. Tương tự như vậy các em sẽ làm câu số 25. Câu số 25 này lưu ý là điều kiện xác định của cái bài của phương trình này là x nó phải lớn hơn bằng 0. Vậy ở đây mình có 5 căn bậc 2 của 2x mình giữ nguyên. Áp dụng quy tắc chuyển vế, chuyển 2 căn bậc 2 của 2x từ bên phải chuyển sang vế bên trái đổi thành là trừ 2 căn bậc 2 của 2x. Rồi, bên phải có số 5 giữ nguyên. Trừ 7 đang nằm bên trái chuyển sang bên phải đổi thành cộng 7. Vậy thu gọn vế trái mình được là 3 căn bậc 2 của 2x. Vế phải 5 cộng 7 là bằng 12. Từ đây mình chuyển qua mình được là căn bậc 2 của 2x sẽ bằng 4. Rồi, đến đây mình thấy điều kiện của x là lớn hơn bằng 0 rồi nên bình phương 2 vế. Vậy được vế bên trái bình phương là mất dấu căn là 2x. Vế bên phải số 4 bình phương là bằng 16. Rồi, tìm ra được kết quả x bằng 8. Mình thấy x bằng 8 là một số lớn hơn, luôn lớn hơn 0 nên thỏa mãn điều kiện. Vậy chọn đáp án đúng ở đây là câu B, x bằng 8. Tương tự câu số 27. Câu số 27 này điều kiện xác định cũng là x lớn bằng 0. Vậy câu số 27 này sẽ tương đương nè. Mình có là 7 căn bậc 2 của 5x là giữ nguyên, tại vì số 5 không có đưa thừa số ra ngoài dấu căn được. Căn bậc 2 của 20x thì mình đưa thừa số ra ngoài dấu căn được là 2 căn bậc 2 của 5x. Lý do số 20 viết thành là 4 nhân với 5.
căn bậc 2 có 45x thì viết thành 9 nhân 5x nên đưa thừa số ra ngoài giao căn được là 3, căn bậc 2 có 5x bằng 6. Rồi các bạn thu gọn vế bên trái, 7 cộng 2 là 9, 9 trừ 3 còn lại là 6. Vậy được là 6, căn bậc 2 của 5x bằng 6. Vậy lúc này tìm ra được chia cả hai vế cho 6, mình được vế bên trái là căn bậc 2 của 5x, vế bên phải bằng 1. Bình phương hai vế lên thì vế bên trái mất dấu căn được là 5x, bên phải số 1 bình phương lên vẫn bằng 1. Vậy từ đây tìm được x lấy 1 chia 5, 1 phần 5 hay mình có thể đổi ra số thập phân là bằng 0,2. Rồi 0,2 nó thỏa mãn điều kiện lớn hơn 0 cho nên 0,2 là nghiệm của phương trình. Vậy mình chọn đáp án đúng là đáp án A. Câu số 28. Câu số 28 để rút gọn được biểu thức này thì các em để ý ở phần ở tử, tử người ta cho là A trừ 1, còn ở mẫu là căn bậc 2 của A trừ 1. Và ở đây có hai cách làm, một cách là các em sẽ trục căn thức ở mẫu, hoặc là các em sẽ phân tích ở tử. Ở tử chữ A, mình A người ta cho là lớn hơn bằng 0 rồi, nên là mình sẽ viết thành là căn bậc 2 của A tất cả bình phương. Còn số 1 mình sẽ hiểu thành là 1 bình phương. Lúc này mình thấy ở tử là căn bậc 2 của A bình phương trừ 1 bình phương chính là hằng đẳng thức số 3. Áp dụng hằng đẳng thức số 3, mình phân tích ra được là căn bậc 2 của A cộng 1 nhân với căn bậc 2 của A trừ 1 chia cho căn bậc 2 của A trừ 1. Vậy có căn bậc 2 của A trừ 1 với căn bậc 2 của A trừ 1 rút gọn cho nhau. Vậy kết quả còn lại là căn bậc 2 của A cộng 1. Vậy trong câu này mình sẽ chọn đáp án đúng chính là đáp án B. Đấy, tương tự như vậy các em sẽ làm câu số 29. Câu số 29 thì để rút gọn được biểu thức A căn bậc 2 của A AB, mẫu là căn A cộng căn B, thì các em nhận thấy ở tử có gì đặc biệt? Tử A chính là căn bậc 2 của A tất cả bình. Rồi, còn căn bậc 2 của A nhân B thì chính là căn bậc 2 của A nhân căn bậc 2 của B, do A với B đều lớn hơn 0. Ở mẫu là căn bậc 2 của A cộng căn bậc 2 của B mình giữ nguyên. Trên tử mình thấy có căn bậc 2 của A làm nhân tử chung. Vậy trong ngoặc còn lại là căn bậc 2 của A cộng với căn bậc 2 của B. Mẫu cũng là căn bậc 2 của A cộng căn bậc 2 của B. Vậy rút gọn đi được kết quả là bằng căn bậc 2 của A. Nên câu số 29 này mình sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Tương tự câu số 30. Câu số 30 để rút gọn được biểu thức này thì cái biểu thức căn bậc 2 của 4 trừ cho 2 căn bậc 2 của 3 mình sẽ phải viết thành hằng đẳng thức. Và biểu thức này mình sẽ viết thành hằng đẳng thức là căn bậc 2 của 3 cộng 1 tất cả bình phương trừ 1. Vậy khai căn thành là giá trị tuyệt đối căn bậc 2 của 3 cộng 1 trừ 1. Và bỏ giá trị tuyệt đối ra, mình sẽ được căn bậc 2 của 3 cộng 1 trừ 1. Và kết quả này bằng căn bậc 2 của 3. Và mình chọn đáp án đúng là đáp án A. Vậy vừa rồi cô đã giúp các em sửa xong phần trắc nghiệm của môn đại số để ôn tập giữa học kỳ 1. Các em hãy xem lại 30 câu hỏi trắc nghiệm phần đại số nhé. Rồi, cô chào các em.